Xe điện VF3 có thể sạc được tại nhà, nhưng không dùng các bộ sạc thông thường như VF5, VF6, VF7, VF8 hay VF9 mà sử dụng bộ sạc riêng do VinFast cung cấp. Kể từ khi được công bố giá bán và mở cọc vào tháng 5, VinFast VF3 chạy điện trở thành hiện tượng của làng xe Việt. Với hơn 27.000 đơn đặt hàng chỉ sau 66 giờ mở bán, mọi thông tin xoay quanh mẫu xe điện cỡ nhỏ Made in Việt Nam này đều nhận được sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng. Liên quan đến vấn đề sạc điện, nhiều người thắc mắc mẫu xe điện VinFast VF3 có thể sạc tại nhà như các dòng xe điện khác của VinFast. Với thông tin hướng dẫn sử dụng ở trên website của VinFast, kết hợp với những hình ảnh trực tiếp tiếp cận thì rõ ràng những băn khoăn ấy của người tiêu dùng là có cơ sở. Đầu tiên, cổng sạc của chiếc VF3 vẫn là cổng CCS 2DC, có đầy đủ sạc AC/DC. Tuy vậy, bộ phận chuyển đổi dòng điện từ nguồn AC, xoay chiều, sang điện một chiều DC là nằm bên ngoài xe. Như các mẫu xe điện VinFast khác thì bộ phận PDU là 3 trong 1, gồm cả onboard charger, tức là cái bộ phận chuyển đổi AC/DC nằm ở trong xe. Còn trên VF3 là outboard charger, tức là nằm bên ngoài xe, và bộ phận PDU bây giờ không còn bộ phận chuyển đổi nữa và bộ sạc bên ngoài sẽ phải đảm nhiệm việc chuyển điện từ AC sang DC. Do vậy, những bộ sạc thông thường từ 2,2 kW đến 22 kW mà chúng ta đang sử dụng khá phổ biến hiện nay đều không sử dụng được cho chiếc VF3. Dường như VinFast đang muốn tăng cường giám sát, kiểm soát việc sạc tại nhà đối với VF3 để giảm thiểu những rủi ro liên quan đến những bộ phận bên trong. Thế nên họ có bộ sạc riêng và không có cơ hội cho những bộ sạc hiện nay đang bán trên thị trường. Về mặt chi phí, những bộ sạc có bộ chuyển đổi như thế thì thường đắt hơn các bộ sạc thông thường. Nó sẽ dao động khoảng chục triệu đến 20 triệu. Với một mẫu xe giá rẻ như VF3 thì việc tăng chi phí cho phụ kiện như thế sẽ là vấn đề đáng băn khoăn. Điểm quan trọng nữa là tới giờ, chúng ta vẫn chưa biết được là VinFast sẽ cấp theo xe VF3 hay là bán bộ sạc riêng này như một phụ kiện. Trước đây, những xe VF8 tiên phong đều được tặng sạc theo xe. Tuy nhiên sau đó thì tất cả các xe VF5, VF6, VF7, thậm chí VF8 sau này đều không tặng sạc theo xe nữa. Nếu VinFast bán sạc riêng cho VF3 như một phụ kiện thì thời gian bảo hành của bộ sạc này cũng là vấn đề cần suy nghĩ. Vì thông thường bộ sạc có thời gian bảo hành khoảng 2 năm, trong khi đó so với thời gian bảo hành xe VF3 là 7 năm, hay pin bảo hành 8 năm thì cái thời gian bảo hành đó cũng hơi thấp. Tuy nhiên khi mà VinFast phát triển xe VF3, có lẽ họ cũng đã tính toán tất cả các yếu tố để làm sao cho nó hợp lý về mọi mặt.